nước đẩy mạnh hoạt động cứu hộ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ít nhất 160.000 người, bao gồm cả các nhân viên cứu hộ nước ngoài, đang tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 12 tháng 2, Bộ Môi trường và chính quyền địa phương Syria thông báo nước này đã mở ra tổng cộng 275 nơi tạm trú để tiếp nhận các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng xảy ra gần một tuần trước. Theo bộ trên, 235 điểm đã được lập ở tỉnh miền Bắc Aleppo, 32 điểm ở tỉnh miền Tây Bắc Latakia, 5 điểm ở tỉnh Hama và 2 điểm ở tỉnh Tartus. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu chi tiết về tình hình tại các khu vực do phiến quân kiểm soát ở tỉnh Idlib và vùng nông thôn. Theo Liên Hợp Quốc, trận động đất ở Syria có thể đã khiến 5,3 triệu người mất nhà mất cửa. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho rằng số người thiệt mạng tại nước này có thể tăng lên tới 7.000 người do nhiều người vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Cùng ngày, chính phủ Libya đã cử 2 máy bay chở hàng cứu trợ đến Syria và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Theo giới chức Libya, ngoài hàng cứu trợ, nước này còn cử 70 nhân viên y tế lực lượng cứu nạn cứu hộ đến hai quốc gia trên. Hiện các đội cứu hộ Libya đã giải cứu được 27 người, tìm thấy 53 thi thể và hỗ trợ y tế cho hơn 400 người ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.